Chào mừng các bạn đến với kênh CD Thái Studio và quay trở lại với những clip hướng dẫn làm YouTube của Toàn. Thì ở video trước mình đã hướng dẫn các bạn cách tạo ra một kênh YouTube bằng việc tạo ra những cái video không cần phải quay, không cần phải xuất hiện gương mặt. Thì các bạn comment rất nhiều, các bạn yêu cầu Toàn hướng dẫn các bạn cách thực hiện ra một cái video như thế. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái clip ngắn thao tác tạo ra một cái video như vậy cho các bạn. Và phần mềm mình hướng dẫn các bạn sử dụng chính là phần mềm Filmora. Đây là một phần mềm làm phim cực kỳ hay luôn nha các bạn. Các bạn có thể tải phần mềm này miễn phí trên mạng Filmora phiên bản 9 chấm để tạo ra một cái video thư giãn, video kèm theo nhạc. Thì các bạn cần phải chuẩn bị video và phần âm thanh không bản quyền. Chúng ta đầu tiên mở phần mềm làm phim ra, Filmora ha. Các bạn chọn là 16 chính để tạo khung hình ngang, nhấn New Project. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị phần video và âm thanh. Về phần video thì giống như mình đã hướng dẫn clip trước, các bạn chỉ cần lên bestsell.com, các bạn tải những clip đẹp, clip phong cảnh hoặc là clip chủ đề gì đó các bạn muốn làm về máy tính. Ở đây mình đã tải sẵn những cái clip về núi non ha. Sau khi mình tải video về, mình lên thư viện YouTube mình tải nhạc. Thì một cái mẹo các bạn nên tận dụng phần tìm kiếm dòng nhạc và xem cái tâm trạng nào phù hợp với dạng video các bạn thì các bạn chọn và tải về. Rất là nhiều nha các bạn. Và lưu ý các bạn xem thời lượng nữa nha. Nếu như nó quá ngắn hoặc là nó quá dài thì các bạn hãy tìm cho nó phù hợp để đỡ phải đưa một cái bài quá ngắn vào một cái video quá dài. Như vậy các bạn chỉnh rất là mệt. Rồi, đó là phần âm thanh và video. Bây giờ chúng ta quay lại phần công cụ edit phim nhé. Bây giờ các bạn mở phần Filmora lên. Để import phần video và âm thanh vào, các bạn chỉ cần nắm và kéo nó vào cái khung này. Rồi, để tạo ra một cái video như vậy thì các bạn chỉ cần nhấn dấu cộng vào. Thì ở đây nó hỏi các bạn nè, có muốn chỉnh độ phân giải của cái phim này nó bằng với lại độ phân giải của video không? Thì chúng ta chọn là đồng ý nha, là Match nè, Match to Media. Thì khi các bạn xuất phim ra thì nó sẽ lấy độ phân giải của cái video gốc này làm chuẩn. Ví dụ như các bạn đưa vào video 4K thì khi các bạn chọn như vậy thì xuất ra 4K luôn. Còn nếu như các bạn không chọn thì nó sẽ hỏi các bạn xuất định dạng nào. Có thể là xuất định dạng thấp hơn hoặc là cao hơn tùy các bạn. Rồi mình sẽ nói sơ qua về cái phần mềm Filmora này. Đây là một cái phần mềm làm phim cực kỳ chuyên nghiệp. Nó chuyên nghiệp hơn hẳn phần mềm Camtasia. Camtasia nó chỉ là một dạng phần mềm edit phim mì ăn liền thôi. Tức là nó chỉ thiên về cắt ghép và đưa nhạc vào video. Nó không có nhiều hiệu ứng đẹp, nó không có nhiều hiệu ứng có sẵn. Đối với phần mềm Filmora này thì nó nâng cấp cái trình chỉnh sửa video các bạn lên một cái tầm cao hơn. Các bạn có nhiều hiệu ứng chuyển cảnh hơn, có nhiều hiệu ứng test hơn và có nhiều hiệu ứng màu filter hơn. Và đặc biệt nếu như xếp hạng thì mình xếp Camtasia là phần mềm dễ làm nhất, sau đó đến Filmora, sau đó mới đến là Adobe Premiere và After Effects. Đó, nếu như các bạn nào quan tâm về edit phim thì theo cái gợi ý này các bạn có thể sắp xếp và thứ tự để nghiên cứu nhé. Rồi, để làm một cái phim nó đẹp thì các bạn cần phải hiểu rõ về chuyển cảnh nè, rồi hiệu ứng test và hiệu ứng filter màu trên một cái phần mềm edit phim, đúng không? Với Filmora này tất cả nó có sẵn hết. Rồi về chữ thì nó sẽ có là cái phần title ha các bạn. Title này thì các bạn lưu ý nha, bất kỳ hiệu ứng nào trên Filmora này nó sẽ có hai dạng. Một dạng là nó có sẵn, các bạn chỉ cần nhấn dấu cộng thì nó sẽ add vô phim. Một dạng là nó có cái biểu tượng là tải về, thì các bạn nhấn dấu cộng thì nó sẽ download từ server, từ internet về máy của các bạn mới dùng được. Ví dụ như cái hiệu ứng này thì các bạn thấy khi mình đưa vào thì cái phim của mình nó sẽ có cái hiệu ứng chữ đó ha, rất là đẹp. Đó, các bạn chỉ cần nhấn double click vào và các bạn chỉnh ha. Các bạn muốn chỉnh gì chỉnh nha, ví dụ như là do channel ha. Rồi, một cái hay của cái phần mềm này hoàn toàn cho các bạn chỉnh tiếng Việt nhé, phong Vini và phong Unicode bình thường. Ok, rồi đó là hiệu ứng chữ, rất là nhiều, các bạn có thể nghiên cứu nhé.
Rồi tiếp theo hiệu ứng chuyển cảnh. Chuyển cảnh này nó sẽ làm cho cái video của bạn nó hấp dẫn hơn rất là nhiều. Các bạn nhấn transition. Rồi mình sẽ thêm một cái clip nữa vô ha, bấm nút cộng thì nó sẽ thêm ha. Đó. À, tại vì mình để cái này ở đây nên nó thêm cái video ngay vị trí này luôn, nên nó tách cái này ra. Đúng ra chúng ta phải thêm cái video phía sau này thì nó mới đúng ha. Rồi. Chuyển cảnh nó sẽ có một số lưu ý sau ha. Ví dụ như các bạn chọn cái video này, sau đó các bạn chọn một cái hiệu ứng chuyển cảnh nó có sẵn ở bên này. Ví dụ như nhấn cộng thì nó sẽ add hiệu ứng vào phía đầu và phía cuối cái video các bạn đã chọn ha. Đó, phía cuối nó cũng có luôn đó. Nhưng mà các bạn lưu ý khi chạy cái này xong thì cái video này nó đứng yên này. Nó cứ ngắt chút xíu nó mới chạy, vậy nó không có đẹp. Thường thì giữa hai cái video thì chúng ta muốn đẹp thì các bạn chọn cái hiệu ứng bất kỳ, các bạn kéo nó đưa vô giữa thì nó sẽ đẹp hơn. Đó, các bạn thấy không? Các bạn muốn bỏ cái phần mà nó đứng yên lâu quá thì các bạn có thể cắt một cái phần khúc đầu của video phía sau này đi. Để cắt một cái phần dư thừa thì rất là đơn giản nha. Bây giờ mình sẽ đưa nhạc vô chỉ các bạn cắt luôn. Nhạc nhấn dấu cộng nha. Dài quá nè các bạn thấy không? Kéo. Các bạn có thể chọn cái này kéo tới kéo lui ha. Rồi, để cắt thì nó có hai cách. Cắt bỏ một cái đoạn dài. Chọn layer, chọn cái kéo cắt. Rồi các bạn nhấn cái phần muốn cắt, delete. Đó là cách thứ nhất để cắt. Cách thứ hai các bạn có thể nắm cái này các bạn kéo ha. Cái này là cái phần nhạc nha các bạn. Nó nhạc từ lớn xuống thấp, từ âm thanh lớn xuống âm thanh nhỏ hơn. Còn kéo thì các bạn phải chọn đây. Các bạn kéo nè, đó, thì nó sẽ vừa khích cái khung video của các bạn ha. Đó, rất là dễ. Rồi hiệu ứng chuyển cảnh, mình sẽ nói sơ qua về hiệu ứng chuyển cảnh cho các bạn thấy nhé. Ở đây các bạn có thể chọn các cái hiệu ứng có sẵn ở trên này. À, bạn kéo xuống các bạn xem thử. 3D thì nó sẽ ra hiệu ứng dạng như là 3D. Đó. À, bây giờ mình sẽ tắt bớt cái nhạc để cho nó nhẹ ha. Rất là đẹp luôn. Một số hiệu ứng này các cái kênh vlog á họ rất là hay sử dụng. Mà các bạn không cần phải làm gì nhiều, nó có sẵn hết rồi. Các bạn xem nè, đó, rất là đẹp, rất là chuyên nghiệp ha. Nếu như không có những công cụ có sẵn này thì với phần mềm đơn giản như Camta thì các bạn rất là khó tạo những cái chuyển cảnh bắt mắt như thế này đúng không? Đó, rất là nhiều cái hiệu ứng chuyển cảnh đẹp. Đó. Rồi. Cái lifestyle này cũng là một cái rất là đẹp. Các bạn có thể nghiên cứu ha, một số kênh vlog rất là hay dùng cái hiệu ứng lifestyle này. Nó rất là nhẹ nhàng mà rất là nhìn rất là bắt mắt. Các bạn có thể thêm chuyển cảnh vào đầu video và cuối video luôn nha. Đó. Rồi. Tiếp theo là cái phần filter color màu trên video. Thì cái trên Camtasia nó không có cái này. Các bạn chọn effect. Ở đây các bạn có thể tùy chỉnh màu sắc của một cái video bất kỳ sang một cái dạng màu đặc biệt. Nó đã chỉnh sẵn rồi, các bạn chỉ cần chọn cái phim, các bạn nhấn dấu cộng thì lập tức cái màu filter đó nó sẽ án lên cái video. Các bạn thấy cái màu của nó bây giờ làm cho cái video các bạn chuyên nghiệp và nó bắt mắt hơn rất là nhiều. Đó. Nó mang vẻ điện ảnh hơn rất là nhiều đó, các bạn thấy không? Rất là đẹp luôn nha các bạn. Cái này các bạn có thể chỉnh cái hiệu ứng của cái video này nè, alpha. Ví dụ như các bạn để 100% thì cái hiệu ứng này nó rất là mạnh ha. Còn nếu mà để giảm xuống thì nó nhẹ hơn, giảm cho cái nhìn của các bạn nó dễ chịu hơn. Đối với một số người không thích nó hiệu ứng quá nhiều thì có thể sử dụng cái này. Bây giờ mình xóa thử các bạn thấy nè. Đó, cái video nó, cái màu của nó không có đẹp bằng ha. Mình thích cái phần mềm này bởi cái bộ lọc filter màu của nó rất là phong phú luôn. Đó, cái màu
rất là nghệ thuật luôn. Màu trắng đen nè, dạng phim phim cũ á các bạn. Đối với phần mềm Camtasia thì chắc chắn không thể làm những hiệu ứng như thế này. Rồi, đó là một số cái cơ bản của phần mềm này. Các bạn chỉ cần nắm cho mình nè. Thứ nhất là hiệu ứng chữ, thứ hai là hiệu ứng chuyển cảnh, thứ ba là hiệu ứng filter color màu, cuối cùng là render ra phim đúng chuẩn các bạn muốn. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn 3 bước rồi, bây giờ chúng ta sẽ render phim ra đúng chuẩn ha. Rồi để render phim ra đúng chuẩn thì rất đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần nhấn export, chọn grid video ha. Ở đây chọn 24, rồi mặc định là nó sẽ lấy độ phân giải của cái video gốc các bạn import vào. Các bạn có thể chọn lại độ phân giải cao hơn hoặc là thấp hơn. Có thể chọn 4K hoặc là 8K, 16K, 32K gì đó, 64K gì đó tùy các bạn ha. Nhưng mà chọn 4K thôi. Hoặc yêu máy yếu thì chọn 1080 là đủ rồi. Nhấn OK export ra. Đó, đó là cái cách để tạo ra một cái video trên phần mềm Filmora. Rất là đơn giản và chuyên nghiệp và cực kỳ dễ làm. Còn một cách tạo ra video nữa, đó chính là sử dụng Camtasia. Thì Camtasia nó đơn giản hơn. Các bạn có thể lên kênh YouTube của Toàn. Toàn đã từng hướng dẫn các bạn cái cách để edit phim trên Camtasia rồi. Các bạn chỉ cần lên danh sách phát là hướng dẫn làm phim cơ bản và nâng cao. Thì các bạn xem các cái video này, Toàn đã hướng dẫn rất là chi tiết. Chắc chắn các bạn xem xong các bạn sẽ làm được ha. Rồi trên đây Toàn đã hướng dẫn các bạn cách edit phim trên Filmora để tạo ra một cái clip thư giãn bằng video có sẵn nè, nhạc cũng có sẵn luôn, và đặc biệt là những cái này hoàn toàn miễn phí, không dính bản quyền, ai cũng có thể tải về, ai cũng có thể render phim là được, ai cũng có thể làm kênh YouTube up những clip này lên được hết. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu như các bạn cảm thấy clip này hữu ích, đừng quên ủng hộ Toàn cách like video này và nhấn subscribe đăng ký kênh CD Hay Studio của Toàn để đón xem clip hướng dẫn về làm YouTube tiếp theo của Toàn nha. Nếu như các bạn gặp khó khăn trong cái vấn đề thực hiện thì hãy comment bên dưới video này, Toàn sẽ trả lời cho các bạn nhé. Xin chào, hẹn các bạn ở clip sau nha.